không để dịch COVID-19 bùng phát vào cuối năm. Người dân cần thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế 5K, trong đó vấn đề đeo khẩu trang hết sức quan trọng. Đó là nội dung được Bộ Y tế chú trọng trong hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2020 do Bộ Y tế tổ chức tại Đà Nẵng. Tại Việt Nam, để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó lường, ngay từ khi có thông tin về COVID-19, Bộ Y tế đã kịp thời đánh giá nguy cơ, xây dựng kế hoạch phòng chống và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan và chính quyền các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống và ứng phó. Đặc biệt đối với việc quản lý điều trị tại cơ sở y tế, trong các đợt dịch vừa qua, 4 bệnh viện chủ lực đều phải đóng cửa ngay từ đầu. Vì vậy, một bài học kinh nghiệm được rút ra là tuyệt đối không được chủ quan từ vấn đề phân luồng, cách ly, phát hiện sớm, kết hợp y tế dự phòng. Chúng tôi cũng đã đưa ra một cái chiến lược kinh nghiệm trong điều trị là phải tập trung để mà quan tâm đến cái hệ thống của các cái bệnh viện này, từ cái việc đào tạo cho cái các thầy thuốc, cán bộ y tế về kỹ năng sử dụng máy thở, máy ECMO, rồi thuốc, trang thiết bị, và đặc biệt là các điều kiện về thông thoáng trong các cái khoa phòng này. Trước nguy cơ làn sóng COVID-19 thứ ba đang bùng phát trở lại ở các nước trên thế giới, trong thời gian tới, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Đặc biệt, mỗi người dân phải thực hiện tốt theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Trong 5K đó thì vấn đề khẩu trang, đeo khẩu trang là hết sức quan trọng. Chúng ta phải tuyên truyền, vận động, khuyến cáo để người dân làm sao không được chủ quan, không lơ là, và dứt khoát là phải đeo khẩu trang khi ra đường, khi ra nơi công cộng, khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng và khi những nơi có đông người. Và đặc biệt là chúng ta phải thực hiện tốt cái vấn đề không tụ tập đông người nếu không cần thiết, và thực hiện cái khử khuẩn khi mà chúng ta bắt buộc phải có những cái việc mà chúng ta phải tập trung đông người. Tại thành phố Đà Nẵng, từ khi khống chế được đợt dịch thứ hai, thành phố đã tiếp tục đẩy mạnh tốc độ quy mô xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng, thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, tuân thủ việc mang khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn.